Mỹ chưa thấy dấu hiệu Trung Quốc tăng cường quân sự liên quan đến Đài Loan. Các quan chức Nhà Trắng thông báo chưa thấy dấu hiệu gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trước chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan. Điều thoại viên truyền thông chiến lược John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 29 tháng 7 nói rằng Washington chưa thấy dấu hiệu rõ ràng, cụ thể của hành động nào đó liên quan đến Đài Loan, theo AFP. Chúng tôi đã thấy một số lời lẽ kiểu hiếu chiến từ Trung Quốc dựa trên những báo cáo về một chuyến đi có khả năng diễn ra của Chủ tịch Pelosi, nhưng không cần thiết phải dùng những lời lẽ như vậy, ông Kirby nói. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden ngày 28 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo những ai đang đùa với lửa sẽ bị bỏng. Những căng thẳng gần đây dâng lên quanh thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự định thăm Đài Loan. Đến nay, bà Pelosi và giới chức Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu chuyến thăm có diễn ra hay không, nhưng phía Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả, đỉnh điểm là cảnh báo của Chủ tịch Tập vào ngày 28 tháng 7. Giới chức Lầu Năm Góc được cho là cũng đang chuẩn bị những phương án đảm bảo an ninh và ngăn ngừa những sự cố tiềm tàng. Mặc dù Nhà Trắng nói chưa phát hiện hành động quân sự gia tăng nào của Trung Quốc, nhưng trong ngày 30 tháng 7, quân đội Trung Quốc có một cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan. Theo AFP, cuộc tập trận diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ trong một khu vực hạn chế ngoài khơi đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến. Khu vực tập trận cách bờ biển Đài Loan khoảng 120 km. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ trong tối và đêm qua với lượng phổ biến từ 40 đến 50 mm. Dự báo mưa dông ở miền Bắc khả năng kéo dài liên tục trong 2 ngày, 30 và ngày 31 tháng 7, nhưng tập trung chủ yếu ở vùng núi và Trung Du. Theo đó, ngày 30 tháng 7, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Mưa cũng lan rộng xuống khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, với vũ lượng dao động từ 20 đến 40mm một ngày, có nơi trên 60mm. Trạng thái mưa dông ở Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 1 tháng 8, tập trung chủ yếu ở vùng núi và Trung Du. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật cùng các loại hình thiên tai có thể xảy ra như lũ quét, sạt lở, ngập úng. Đầu tuần tới, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8, miền Bắc trở lại thời tiết khô ráo, oi bức khi nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Nền nhiệt có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tiếp theo. Thưa quý vị, giá xăng dầu giảm mạnh trong nhiều ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi tiếp sức cho ngư dân Nghệ An tự tin hơn trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển, giúp cho họ giảm bớt chi phí, tăng thu nhập, từng bước ổn định lại cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Sau hai lần xăng dầu giảm giá liên tiếp gần đây, thì đội tàu của ngư dân Nguyễn Văn Cường trung bình mỗi chuyến ra khơi chỉ phải chi khoảng 45 triệu tiền dầu diesel, giảm được khoảng 15 triệu đồng so với chuyến đi trước đó. Từ tháng 6 đến đi là bọn em là đặn hết 60 triệu bậc dầu một đêm. Như đến hiện tại, như em đang còn bơm là giảm được 15 triệu một đêm so với giá dầu tháng 6. Nên là trong cái vụ cả năm này thì coi như là anh em ngư dân cùng phấn khởi để cái giá dầu giảm được. Thì khi mà giá dầu lên cao này thì bà con là bám biển là có lúc là phải ở nhà nhiều vì cái giá dầu cao quá. Khi đi khai thác về thì không, cái sản lượng không đủ để mà trả tiền dầu. Nhưng mà mấy ngày vừa qua đây thì được nhà nước hạ cái giá dầu, bà con là rất là vui mừng. Thì tàu thuyền là bám biển thường xuyên. Theo tính toán của bà con ngư dân, đối với tàu dưới 90 mã lực, đánh bắt gần bờ đi về trong ngày, tiêu tốn khoảng 800 lít dầu. Với mức giá giảm khoảng 7.000 đồng một lít trong hai lần gần đây, thì các tàu sẽ tiết kiệm được từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi chuyến. Đối với những tàu lớn đi dài ngày sẽ tiết kiệm được cả hàng chục triệu đồng. Việc giá xăng dầu giảm sâu đang tiếp thêm động lực cho ngư dân đồng loạt ra khơi bám biển. Địa bàn du lịch Chí Cờ Lò thì giá hải sản tăng lên so với giá dầu giảm thì chúng tôi tiết kiệm được niềm vui nhân đôi khi mà giá dầu giảm, giá nguồn ra của chúng tôi lại tăng lên. Thì cùng hy vọng những sắp tới thì giá dầu thế giới cũng như giá dầu trong nước cũng như nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi được cái giá dầu rẻ hơn nữa để chúng tôi tiếp tục bám biển ra khơi. Trong mấy ngày hôm nay thì giá xăng dầu đã giảm, đây là một cái rất là phấn khởi đối với ngư dân. Và đặc biệt trong cái mùa du lịch này nữa thì giá
hải sản thì có giá trị kinh tế rất cao, ngư dân đi đánh bắt hải sản thì được các thương lái gom với cái giá trị kinh tế cao, cho nên là cũng mang lại lợi nhuận rất là tốt cho ngư dân. Và qua đây thì chúng tôi cũng rất mong chính phủ cũng như các bộ ban ngành có nhiều chính sách nữa để giảm giá dầu cho nhân dân ngày càng ra khơi bám biển được tốt hơn. Nghệ An hiện có 3.400 tàu, trong đó có hơn 1.000 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ với gần 20.000 lao động ngoài biển. Việc ngư dân đồng loạt ra khơi trở lại là tín hiệu vui, vừa tạo thu nhập ổn định, vừa đảm bảo nguồn cung hải sản trên thị trường, giúp các dịch vụ hậu cần nghề cá từng bước ổn định trở lại. Liên quan đến vụ việc Đức tạm thời dừng cấp thị thực trên hộ chiếu mới của Việt Nam, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo trên website về việc sẽ cấp chứng nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân có hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than xuất trình khi có yêu cầu từ nhà chức trách Đức. Theo đó, vẫn theo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây. Trước đó, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, có số series bắt đầu bằng chữ B, tạm thời không được công nhận tại Đức. Nguyên nhân là do hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh, gây khó khăn cho việc xác định người đang giữ hộ chiếu là ai. Thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao cho hay, ngay sau khi nhận được công hàm từ phía Đức về việc ngừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới, Cục lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc. Thời gian vừa qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc xe bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ của eThác và eBus và cho rằng có hiện tượng chạy doanh số dán thẻ bất chấp mong muốn của chủ phương tiện, gây bức xúc khó khăn cho các phương tiện. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ động rà soát có giải pháp khắc phục ngay tồn tại bất cập nêu trên, hoàn thành trước ngày 5 tháng 8 năm 2022. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống. Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ khắc phục các tồn tại vướng mắc trước ngày 5 tháng 8. Bên cạnh đó, có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật và hợp đồng. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, tức là ngày 1 tháng 8 tới đây, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC. Trước thời điểm áp dụng, vẫn còn có nhiều câu hỏi liên quan đến các sự cố kỹ thuật cũng như các vấn đề phát sinh trong việc thu phí không dừng. Vào chiều ngày hôm qua, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức buổi tọa đàm Thu phí không dừng, quyền lợi và trách nhiệm nhằm nêu rõ các giải pháp để thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc được tổ chức bài bản và suôn sẻ, phục vụ người dân được thuận lợi hơn so với trước. Tại buổi tọa đàm, hàng loạt câu hỏi của người dân về thu phí không dừng được nêu ra. Đáng chú ý, tình trạng ô tô lắp biển số giả chạy qua thu phí không dừng đã khiến chủ xe số thật phải trả tiền. Theo các nhà cung cấp dịch vụ, đây là vấn đề nan giải. Cũng mong muốn chỗ Bộ Giao thông và chỗ Anh Trình cũng có thể cân nhắc là chúng ta không nên dùng cái biển số, đọc biển số, cơ công nghệ đọc biển số để tránh cái trường hợp là còn hiện nay bây giờ cái biển số giả rất nhiều. Mà cái việc biển số giả không phải một việc thu phí mà trong các cái lĩnh vực khác nhau nữa thì cái này thì bên các cơ quan cao hơn sẽ xử lý. Về vấn đề liên quan đến ùn tắc, trật tự an toàn giao thông, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho rằng, sau rà soát thực tế đã phát hiện các bất cập trong lưu thông của các tuyến cao tốc khi áp dụng thu phí không dừng và phía Cảnh sát Giao thông đã có kiến nghị xử lý ngay. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương có một cái phương án phân luồng từ xa. Khi ở trạm thu phí này có sự cố thì đồng thời ở các địa phương khác thì đều phải có một phương án giải tỏa. Theo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, những ngày qua, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây có xảy ra sự cố ùn ứ khi áp dụng thu phí không dừng do số lượng người sử dụng còn ít. Tuy nhiên, con số đăng ký trong các ngày qua đã tăng đột biến. Và cho tới 18 giờ ngày hôm qua thì cái tỷ lệ sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên đến 59% và còn tiếp tục tăng nữa. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng đây là thời điểm người dân cần hiểu rõ lợi ích của thu phí không dừng để sử dụng các dịch vụ tiện ích này. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày 1 tháng 8 sắp tới khi các tuyến cao tốc sẽ áp dụng hoàn toàn thu phí không dừng. Đây là cái giai đoạn đầu nên nó rất là khó khăn và nó có rất nhiều những vấn đề. Và chúng ta làm sao phối hợp để chúng ta tháo gỡ từng bước và tạo nên một cái sự đồng thuận thống nhất và dần dần để hoàn thiện cái quy trình để quản lý khai thác cái này. Khi những cái phản ánh của người dân
của chủ phương tiện. Đấy, mà thấy những cái hiện tượng mà bất cập là chúng ta phải ghi nhận, nghiên cứu, xử lý và bổ sung. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho rằng sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ kịp thời hoàn thiện kỹ thuật, không để xảy ra các sự cố kéo dài gây ùn tắc. Nếu vì lỗi kỹ thuật thu phí không dừng, không thể khắc phục được ngay trên cao tốc, thì bắt buộc các chủ đầu tư phải xả trạm cho đến khi khắc phục xong. Sau 2 năm dịch bệnh, thị trường lao động đã phục hồi, nhưng số lao động bỏ việc hoặc chuyển sang ngành khác đang ngày một tăng, trong khi tuyển mới rất khó khăn. Ba ngành sử dụng nhiều lao động nhất hiện nay là dệt may, da giày và điện tử đang luôn trong tình trạng thiếu nhân công. Các doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày hiện nay đều khó tuyển dụng lao động, trong khi đang thiếu 20% nhân lực. Một số doanh nghiệp đầu năm lên kế hoạch tuyển thêm 1.000 người, nhưng chưa tuyển đủ đã mất hàng trăm lao động nghỉ việc. Theo một số công ty may cho biết, lao động trẻ giờ không mặn mà với ngành may, vì vậy độ tuổi tuyển dụng thường phải nâng lên. Trước đây từ 18 đến 20 tuổi, nhưng giờ có thể là 35 đến 40 tuổi. Vấn đề của thị trường lao động hiện nay là các doanh nghiệp đang đồng loạt thực hiện tuyển dụng và cạnh tranh, thu hút lao động với nhiều ưu đãi ngoài lương tối thiểu. Dù một số các đơn hàng giảm sút do lạm phát quốc tế, nhưng số lượng tuyển vẫn không giảm, đặc biệt lao động phổ thông hiện rất khó tuyển. Một thông tin đáng chú ý vừa được Facebook chia sẻ về hành vi của người tiêu dùng trước và sau đại dịch COVID-19. Khảo sát cho thấy 73% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng tin nhắn để tiếp cận nhãn hàng. Và đây sẽ hứa hẹn là xu hướng trong thời gian tới. Cụ thể, cứ 3 người tiêu dùng Việt Nam có ít nhất 1 người trò chuyện với doanh nghiệp mỗi tuần 1 lần. Kinh doanh hội thoại phổ biến ở tất cả các nhóm tuổi, đặc biệt là thế hệ 9X và Gen Z với doanh nghiệp. Kết quả của khảo sát cho thấy, hơn 70% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá kinh doanh hội thoại là thiết yếu đối với doanh nghiệp của họ. 63% người tiêu dùng cho rằng họ cần phải chat với doanh nghiệp trước khi ra quyết định đăng ký sản phẩm tài chính. Khảo sát cũng cho thấy 39% người được khảo sát cho biết họ tăng tần suất sử dụng hội thoại sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, lạm phát thời gian vừa qua đang dần trở thành bóng đen, đe dọa nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với kinh tế của Việt Nam, lạm phát hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng áp lực trong những tháng còn lại của năm 2022 và cả năm 2023 là rất lớn. Và điều này cũng kéo theo áp lực gia tăng lên mặt bằng lãi suất của các ngân hàng. Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất đang có xu hướng tăng trên toàn cầu, giới phân tích cũng đã bắt đầu nhắc nhiều hơn về khả năng ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành trong thời gian tới. Cái này phụ thuộc vào quan điểm của ngân hàng nước, có nghĩa là chấp nhận một chút lạm phát tăng hơi cao một xíu, 5-6%, đổi lại chúng ta có một tăng trưởng kinh tế tốt, hay là hy sinh một chút tăng trưởng để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Chúng tôi vẫn kỳ vọng là ngân hàng nước ưu tiên tăng trưởng hơn là kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên thì có thể là ngân hàng nước sẽ có thể điều chỉnh đâu đó khoảng 50 pip, 0.5%. Đêm ngày 27 tháng 7 vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đánh tín hiệu sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất từ tháng 7. Liên tiếp những động thái tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn khiến cho dư địa để ngân hàng nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cũng ngày một thu hẹp. Khi mà tăng cái lãi suất lên như vậy thì đương nhiên là nó gây ngược trở lại là cái lãi suất của các cái đồng tiền khác đối với các nền kinh tế khác mà có quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Như vậy là các cái đồng tiền khác, ví dụ như đồng Việt Nam đồng thì cũng phải tăng cái lãi suất tương ứng. Nếu mà chúng ta muốn là chúng ta có thể là giữ được các cái hoạt động nó cân bằng về xuất nhập khẩu của cái Việt Nam với lại thị trường với lại các cái nước mà sử dụng cái đồng đô la trong cái thanh toán. Khi chúng ta mở cửa thì rõ ràng nhu cầu sẽ tăng lên và nó như có trao đổi trước là cái yếu tố về cầu kéo trong lạm phát sẽ tăng lên. Và như vậy thì chắc chắn như thế nó sẽ can thiệp. Tất nhiên trong phạm vi ngắn, trong khoảng thời gian điểm hiện nay, từ nay đến cuối năm thì chúng tôi kỳ vọng là ngân hàng nó sẽ không có động thái nào thắt chặt tiền tệ nào quá lớn. Một số tổ chức quốc tế và các dự báo trong nước đều đưa ra nhận định lạm phát của Việt Nam năm 2022 sẽ vào khoảng 3,8-4%, thậm chí có dự báo đưa ra con số 4,5%. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền, các ngân hàng thường sẽ nâng mức lãi suất huy động.
cái tỷ lệ lạm phát mà nó dâng cao đó thì nó sẽ gây áp lực và nó ảnh hưởng đến cái mặt bằng lãi suất rất là lớn. Bởi vì là khi lạm phát nó nâng cao thì nó làm cho cái đồng tiền nó mất giá. Người dân ấy, người ta có tiền người ta gửi vào ngân hàng thì cái lãi suất ngân hàng đó nó phải bù đắp được cái mất giá của đồng tiền. Chưa nói đến cái vấn đề là cái lãi suất thực của cái tiền mà gửi tiết kiệm. Như vậy là cái lãi suất mà khi huy động, tức là lãi suất trả cho cái tiền gửi của khách hàng, của người dân ấy, nó phải cao hơn cái tỷ lệ lạm phát. Theo VN Direct, đối với lãi suất điều hành, nếu có bất kỳ đợt tăng nào trong năm thì khả năng cao sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2022 và mức tăng nếu có sẽ hạn chế khoảng 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm. Nhóm phân tích cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ phù hợp, chưa vội thắt chặt chính sách ngay để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và ổn định thị trường.